Bà chân xuống đây của phần sẽ tập học đại sắc xa Merian Analysis bà chỉ tệ tổng cho mùi năng Merian tiếp của mối và chân thằng này là khu nông bà hàng ông Pi gây hào thà trong nền tiếp Pram đại sắc xa ông Pi và thăm rút cứ Physics Philotoping bà chẳng ngờ bà thăm rút nâng gây hào thà là bà thăm rút lớn cứ bà cao bằng càng cầm này propon poromien để bàn sna sống nước bàn dùng chập rồi đây chứng bật tham rụp với cái prapra chỉ tham bật đấy được không phải phải lật để vi sạc co prapra cầm nu đôi chỉ một đây là bởi đó sai bằng hà và một p phải lật tất cả một p cả phải lật chập bật đàm và chẳng được không cả prapra một đây nó cứ giờ prapra vị thị sạc cầm nu prom promoi này cứ tìm mũi vị thị sạc không cả thừa cùng rù và approach to prototyping và chân cái lại nó cứ tại tôn chung mùi năng cái hào thà vì thì sao nó cứ kê thua tam lầm đập lầm đào và lầm đập lầm đào chân là cao vị phía và tỏ máu dân mì cao vị phía và tỏ máu dân chập đào mà ra chân á và tỏ máu một đề liếng hay tỏ máu dân thực tại bà cái nhé bà chứng implement chứng lợi tập hợp trong cái và tham rụng nó cứ chưa vừa rụng riêng với mình là cái này chỉ có một tàng về workflow mới đại diện tiền mà rụng chỉ sát sẽ nhập vào tập hợp cả implement và chứng cái lại nó miền cả như sưu đấy bà và mục đích tại tôi nâng dựng vào cái thằng thằng nẹp bậc ឧបករណ៍បឋមរូបបាទអញ្ចឹងអ្នកវិភាគប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនក្នុងការប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការគូសបាទអញ្ចឹងដូចជា test tool ឯជាដើមបាទគេហៅថាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីឬក៏អ្នកបង្កើតរបាយការណ៍គេហៅ screen creator ឬក៏គេហៅថា 4GL បាទ for generation language បាទដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍបឋមរូបនៅកើតឡើងបាទចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទី2គឺតកតងជាមួយអ្នកបង្កើតរបាយការណ៍អញ្ចឹងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេហៅថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតនៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រល្បឿនលឿនបាទហើយបំលែងពី logical ផ្ទាល់ទៅជា coding តែម្ដងបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតរបាយការណ៍អ្នកបង្កើតរបាយការណ៍គេហៅ report create generator ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាឧបករណ៍សម្រាប់រចនាទម្រង់របាយការណ៍គេហៅថា design format report យ៉ាងលឿនអញ្ចឹងដោយប្រើប្រាស់ report writer ហើយអាចកែប្រែរចនាបត់របស់របាយការណ៍បាទបានយ៉ាងលឿននៅពេលណាក៏ដោយក្នុងដំណើរការរចនាគេហៅថាដំណើរការរចនា design process ហើយនៅពេលដែលយើងពេញចិត្តចំពោះប្លង់របាយការណ៍នោះយើង reporter ហើយ writer report writer ហ្នឹងនៅមកកែ report គេហៅ definition ហ្នឹងឲ្យបានតែម្ដងនេះបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹង screen generator screen generator ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍កម្មវិធីដែលគេហៅថាជួយកសាងនៅ custom interface ឬបង្កើត screen form ដោះស្រាយតម្រងបែបបត់និងនីតិវិធីបញ្ចូលទិន្នន័យបាទបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចគេហៅថាគ្រប់គ្រងថាតើ screen នោះវាបង្ហាញ caption data field ឬក៏ data ឬក៏ visual attribute នឹងដល់របៀបណាបាទបន្ទាប់មកដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគេហៅថាដែនកំណត់នៃបឋមរូបយើងគេហៅ limitation of prototype បាទអញ្ចឹងយើងមើលជាគេហៅថាចំណងចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធជាទូទៅវាទាមទារ high level performance ជាង physical ដែលគេផ្ដល់ឲ្យបាទអញ្ចឹងអា prototype ហ្នឹងគឺជាគេហៅ functioning system មួយប៉ុន្តែវាមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាគឺវាជា model មិនមែនជា complete system បាទដូច្នេះហើយវាមានល្បឿនដំណើរការនិងលឿនឆ្លើយតបប៉ុន្តែនឹងល្បឿនលឿនតែឆ្លើយតបវាយឺតបាទគេហៅថា slow processing speed and response time បាទជាង complete system បាទអញ្ចឹង prototype ហ្នឹងប្រហែលជាពេលខ្លះវាខ្វះ security requirement ឬក៏ caption ឬក៏ error handling procedure
chân nằm phang nằm phang chân một chân nằm phong đài dàn tiếp ôn thử khi học tha tu chỉ dùng một prototype limitation nên cái đó có system developer đó ai upgrade a prototype tới chiều final information system mới vận tải smart people bảo vệ vì mình được như thế dùng ai bỏ bong vì rồi dùng ai chân này bật bàn tập tam cùng rất mà chân luôn và tập tam cùng rất mà chân luôn và cái nội dung đó là dùng ai để giúp cho nghiên cứu và một cái tập quán và giết và anh chắc mà ta là chân nói tiếp vào muối và cái ta tu sửa lại cái ra chân là tập quán chứ ប្រព័ន្ធព័ត៌មាននោះវាមានសម្ភារដែលប្រាំដែលតាពីផលប្រសេះហាត់វាអានឹងសូហ្វវែរបាទអញ្ចឹងអត់ឲ្យអន្តរកម្មរវាងសមាភិបតាំងនោះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការឌីហ្សាញប្រសេះអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកវិភាគព័ន្ធត្រូវទៅយល់ឲ្យច្បាស់ពីឡូជីកលរបស់ប្រព័ន្ធទាំងមូលមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមហ្វីសីកលចំពោះគេហៅថាសារភាពនីមួយៗនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង ទី 1 តើតើជាមួយនឹងគេហៅថា system design object បាទអញ្ចឹង system design object ហ្នឹងគឺយើងពិចារណាទៅលើគេហៅថាការរចនាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងក៏បំណងវាទី 2 ប្រព័ន្ធយើងគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយើងមានលក្ខណៈទី 1 ប្រសិទ្ធភាពបាទប្រសិទ្ធភាពទី 2 គឺអាចជឿទុកចិត្តបាន reliable បាទទី 3 គឺអាចរក្សាបានគឺ maintenance ហ្នឹងបាទអាចរក្សាទុកបានឬក៏អាចថែទាំបានបាទ ទី2បាទគោលទី2គឺគេហៅថាការពិចារណាលើរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅជាគេហៅថាពិចារដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកសាងល្អយើងត្រូវតែពិចារណាទៅលើបាទអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងត្រូវពិចារណាមើល user យើងយ៉ាងម៉េចដែរតើនរណីបាទពិចារណាទៅលើតើនរណីបាទ lại cái nào bóc quát chẳng may hay nhá để bắt đầu phim bắt bài nó cứ cái hào thai chẳng may và hay giờ bị chán nè từ lâu cái hào thai data nhưng data nó cứ chỉ story được gọi entity consideration để chỉ phần này mới dùng khăn và bớt system design hay giờ anh hoạt biết chuẩn bị mà chuẩn luôn để cái hào thai data nó quát ai store tập bài chẳng may error chẳng may và hay mình verify vì chẳng may auto mình meto meso meto biết làm cả cho tầng này được rồi càng nghe nghe thà như bậc instant ở học chuyện những dạng máy bà nhưng lại cái nào bảo biết bị sai bà chứng ca bị chán nã lên tầm này cả phải học processing consideration duration chứng processing consideration nó quy bằng time từ lớp bằng hàm bao từ lớp user hay là data rồi đấy hãy ta cho cô là nom design dạng máy của thà như pra modeler design như là những design như việc performance về dạng đôi mới đấy bà làm bây giờ ai implement được maintenance được vì bàn chứ nhé bà nó cứ chơi riêng sầm khắn sầm nhập ôn thay cá bị cha thằng nè bà ở chấm bua chấm nơi tí bằng pờ chấm ca ra chấm ná nâng ca prà prà chấm cốt cứ chơi sầm nổ mà lệ cốt á bà cứ chơi sầm nổ mà so tua so lệ ấy đó đây là prà prà cái hạt ha đầm nắng ở thịt tần này chấm cái pra pra code nó đầm bay sầm rule là tập hall đôi chỉ thiệt chỗ tầm rộng tầm này là không cầm lòng bên này đầm nhạc ca và bón để dương ai chỉ nên mơ sạp hay một cao cầu thầm mấy muối ao đã sáng nâng pra pra tầm này nó ghi miệng và sạch thiệt và nó cứ chỉ rừng khẳng và mà chẳng dương mơ tầm nắng tầm tập hiệp tư tầm này cầu dương chẳng tầm tập hiệp tư tầm này cầu dương dương thầm mơ bọc phê cầu nó nhạc mạch và để ai đầm nạc ca và nghe xuống thì bí bà tất nhiên thì câu tất cư nhưng bình ảnh mơ ta thằng bịt bao nhiêu mùi mùi nhận mấy ý riêng trong Unicode nhận mấy bà chứ vì chứ bộ phê Unicode chứ hiệp trong nhận mấy thì cần ai biết bà hay chỉ chung mua cái cầm nạc nhận mấy bà chân là không nắng về mình lại cái nào bảo vệ hãy prophet này ca sẽ sẽ cột bà những cái này ca sẽ cột nó cứ như chúng ta lấy cột tam lần đầu và sẽ còn ở chúng ta là so được ấy đồng lấy là muối tại vì mình này thả vì mình chạy nơi lần đáp ca cho tình này bao nhiêu mà thì biết cứ bôn cái tờ lờ plan này cột tam lần đầu nên bà
em blog bảo vệ giờ mình blog nhà mày nhé bà thì bây giờ cái từ lời cái hàng lấy cột asocrom và alphabet cột và cái asocrom nó cứ dùng bàn chai viết phim nhà mày đai hay ôn phu nhà mày bà aso lấy cột nó dùng mình mệt tốt viết nhà mày bà mũi tiết lấy cột tam và phê đai bà phải học category cột chẳng dùng và phê category viết nhà mày cái đối với phải bị cái chân trên đường supply hay nó cứ dùng phải chi ăn dùng phải hardware hardware dùng phải AW electronic electronic bộ này phải EL dùng lịch cổ này hết anh tạm so crom với dùng hiệp viết bà hãy mới tiết lịch so cap đi mình dùng đấy bà đừng hà so cap này dùng pra cột đinh dạng mạch bà New York dùng phải UY NY bà hay âm ý dùng phải máy nếu như mình là việc này ca cạp nghĩ là âm ấn dân thì thầm nhạc mình là sổ tá và chắc là sao cạp mua cho nó như như hào vì đời trạng ca dự bà cho một cạp mà lịch cột xuống khăn khăn chắc bốn ai pra bình tâm này lịch cột lịch giả ri lịch ấy và lịch đi chít và xem nhạc lịch cột khleo vì tông bày tông bày nhấn á và nó cứ bốn thử chàng nè thì chắc là bắt bàn chạm rõm sao hết và bây giờ đi tới còn bạn sẽ chạm rõm đi mục tiêu kia là lệch cột derivation và derivation nó cứ dừng lại cả nạ thiệp bọc viết dừng đầm bây bật cả lệch cột chứ mục tiêu họ sắp kia là subscribe bởi cột chứ là tu sử nào ở đây khác vì mình là lịch cột division tục dịp cột bọc dưỡng thèm tổng bọc thì chuẩn cho một tòa máu tù tì mùi chẳng tù tì mùi tù tì pi tù tì bay rồi tù tì bốn nó kêu chị ấy chẳng má tù pi tù trong khỏi nó kêu chị lấy tê hay dân tờ bà chứ là nó dân công viết và lịch tê rù phẩm bốn viết bà chẳng kêu dân xùa và chẳng phô xùa nó ca hiệp trầm bà mùi tiết kêu tại tông lịch cột xịp bè lịch cột xịp bè nó kêu pra cái hàng ta keyword keyword nó cứ sử dụng app ao dương các encode number và được chưa retire store para đọc digit và chứ cái hàng ta so với những cái cầm nọt và vì mùi từ man vì e man và chứ như ai cầm nọt bà nhé mục tiêu lấy code scam và lấy code scam chứ cái là action code chứ code nó về chỉ thiệt và chứ như ai cầm nó về chỉ computer write query được update program tìm tiêu với bộ trôi chuẩn luôn sơ được cả chuẩn luôn code scam là bởi file record chẳng hạn này cái action code và đi và chứ mình chạy ao dương đăng tha sơ nó hai bị ca cầm nó ra rồi bằng sạch ấy nó phải chạy tha bởi cho record number ấy dân tự ấy nếu mà chạy thay những chạy trình về và nó cái hào thác code scam và mục đích code thì là trụ bình đầu khuôn ai chứng nhận pra code nó check digit ao bình đất mơ support the peep robot chứng nhận code và chứng nhận code chẳng vậy chẳng là dân ai bình đất mơ thay dân ai check digit rồi có bọn ai check ai code ấy bán chứng nhận buôn tống và chứng dân ai thua ca kẹt là nìa vì lấy muôi phi và chứng dân ai thua ca kẹt là nìa bác là hốt dân bột trong cổ dân tài và chứng cái lại cốt nó cứ chỉ riêng sầm khánh bộ phê cốt bà rồi nhập bộ ai thật ca cho mùi năng quấy là dân cầm nắp tạo tình này bỏ dân và cái lại nó cứ sầm khánh sầm nhập dân cho nên sắc xa và nhớ ca là việc này ca đã cốt nó viên miên vì thi xa tràn bộ ai riêng bình luận mơ tam sơn tam của có chị tam ở tây hoa tư thang là cú cầm nát lấy cột evan và đạt chắc cú tim muối cú cầm nát lấy building và building chắc so thì bố cứ thi tăng là kì và tòa má chọn floor này nhé như xe trên chiều rung bộ này và tòa má bắt tục và rúm hay và tòa má lấy riêng à sự riêng là không à bạn đặt bao giờ mà rất có cái min lên lên cột bạn đặt mùi tiền ở mà table table rất là đam đòi ấy thì những cái vô thi những vô má hay cái đặt lên riêng mà thì one thì two thì three chắc cả cái mới tất cái đăng tha
À thông nên miên tộc bảy và nó nâng office mỗi tộc bảy à, đó về chair chair cái đam rồi so C rồi C A ấy ta tam như cật đấy chẳng về nó về chair one chair two chair three chẳng cái lại nó về nâng miên trên lệ riêng cầu bầu yên mà vậy và chẳng cái ai kẹn này gọi là to bàn chair bị lệ tộc lệ tộc lệ bảy chẳng về chair C A rồi C four C five C six bà về to thì nhìn chẳng ngắt nhé bà thì họ được cái đà khiên ha cái đà khiên chẳng vài bọt chẳng tới vài w và chẳng dân ai cùng vì má thấy vài và to bị che máu ở bầm muối chẳng vì bầm pờ chẳng tới cái mới tới cái đăng mọi người nhé anh nó cứ chưa rút bầm muốn tập tam thì cô để dân ban cầm nọt chẳng cái sủa đó cái mới ấy văn nó không nó cái đăng thả nó vô trên bìa kì na bật tụng na tròn tì bầm man anh nó chỉ tóc chỉ ấy chẳng màu thôi nhé tóc bà chẳng cái lại nó cái đăng tập ở bà chẳng ngờ là cụ sông bà hàn và nắng thì sông ôn ai bà to bà mê riêng cao cao tiếp chứ mùi lưng cụ bà sông.